trong Phương ngôn xứ Bắc viết về Trung Sơn Liên Trung lâu nay lưu truyền câu nói: ẩm thực nổi tiếng nem chua, nông sản hành tỏi bán mua chợ nhà. Đây là những sản vật mang nét riêng có của địa phương này, trong đó nổi tiếng là nem chua mà dân gian vẫn gọi là nem nướng Liên Trung. Nói đến xã Liên Trung, huyện Tân Yên là nói đến một miền quê trung du sơn thủy hữu tình, cảnh đẹp nên thơ với núi Rành mang đậm những giai thoại dân gian. Núi Rành Trung Sơn, địa danh này cũng được biết đến với dâm nam núi Rành nổi danh sử sách, là hành tỏi Liên Trung thành danh đã đi vào thơ ca. Bên cạnh đó, Liên Trung còn có một sản vật nước tiếng xa gần mà tên tuổi như trở thành một lời khẳng định về vị thế mỗi khi nhắc tới, đó là nem nướng. Từ lúc bé tôi sinh ra và lớn lên thì đã thấy ở làng Hậu là cứ đến Tết Nguyên Đán thì bà con thường là thái thịt để gói nem, rồi để cho một vài ngày là nem lên men, rồi sau đó là nướng lên rồi là bày cỗ và để ăn, cho nên người ta mới gọi cái nem này là nem chua nướng. Thì cho đến ngày nay thì qua trải qua hàng mấy trăm năm, nghĩa là từ lúc trước đến giờ tôi không biết là nem là có từ bao giờ, nhưng mà nguyên là từ lúc tôi biết đến giờ cũng đã ngót trăm năm. Nem nướng Liên Trung là một món ăn truyền thống gắn liền với đặc trưng vùng miền và cuộc sống bao đời của người dân vùng đất Liên Trung. Đồ rằng nem nướng ở Liên Trung có từ rất lâu rồi. Đây là sản vật đã có tuổi đời ngót nghét vài ba thế kỷ. Nó được cha truyền con nối gìn giữ, vun đúc bí quyết làm nghề và mãi theo thời gian. Để ngày nay chúng ta có cơ hội được thưởng thức một món ăn độc đáo, hiếm nơi nào có được. Tuy đơn giản nhưng tinh tế, vị nhẹ nhàng mà đầy sức hấp dẫn. Những quả nem nướng Liên Trung đậm chất địa phương được làm với nguyên liệu chính là thịt lợn được tuyển chọn kỹ càng, phải tươi ngon và phải là thịt vai nạc pha chút mỡ, bì thái sợi cùng muối rang khô xay nhỏ, trộn với thính gạo tẻ rang giã nhỏ rồi ủ chua, kết hợp với hương vị đặc trưng của lá ổi, bánh tẻ, hạt tiêu, lá chuối dưới bàn tay khéo léo của những người thợ lành nghề đã cho ra đời sản phẩm nem nướng Liên Trung. Chất lượng hảo hạng, an toàn và thú vị với mọi thực khách khi thưởng thức. Nguồn gốc cái nem Liên Trung này ngày hồi xưa ấy là các cụ là từ khi các ông thợ mộc đấy, thế thì gia đình nuôi thợ thì cứ thịt lợn ra muối để nuôi thợ, nhưng sau thì một số các cụ già mới chế biến rang thính làm thái nem để gọi là bảo quản cho nó được lâu dài, sau nó có cái mùi thơm ngon. Trong đó thì các cụ cứ gia truyền lại là khi làm nem này là phải có lá ổi, lá sung đấy, và các cái nem thính gạo cái rang để cho nó thơm, thế để cho nó bảo quản được lâu. Cái nem này là lấy thịt nạc, trong đó có một phần là thịt mỡ thôi. Thế và cái bì thì được luộc thật kỹ, sau đó thái nhỏ ra, rồi trộn lẫn vào với thịt. Sau đó là trộn vào đó là một cái thứ gọi là thính. Thính là do lấy gạo tẻ rang vàng rồi xay nhỏ ra. Đừng rang quá nó sẽ cháy, và rang phải là có màu vàng. Thế là trộn vào với lại các cái gia vị như là hạt tiêu, hay là nước mắm. Thế và nếu muối ấy, thì là muối rang lên xay nhỏ rồi trộn vào. Thế và dùng lá chuối rồi bó vào. Thế ở trong cái quả nem đó thì lấy một vài cái lá ổi rửa sạch đi rồi sau đó là cuộn vào để kẹp vào trong đó là để gói chung với thịt. Từ những hộ sản xuất nhỏ lẻ, Liên Trung đã thành lập hợp tác xã nem nướng Liên Trung với quyết tâm xây dựng thương hiệu nem nướng Liên Trung thơm ngon, an toàn, có chất lượng, cung ứng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dựa vào kinh nghiệm sản xuất truyền thống cùng quy trình sản xuất khép kín từ hộ chăn nuôi giết mổ đến những thợ thái nem lành nghề với công thức pha trộn và gia vị đặc biệt, đóng gói hợp vệ sinh và luôn đảm bảo an toàn thực phẩm. Cái nem của Liên Trung này nó có từ cái thời các cụ ngày xưa truyền lại, mỗi năm
Tết về, Tết đến xuân về là mọi người, mọi nhà là đều gói cái nem này. Thì cái thương hiệu của Liên Trung, nem nướng Liên Trung là nó có từ rất xưa rồi. Thế tôi thì muốn là những người được thưởng thức và bây giờ giữ lửa cho cái nem Liên Trung thành cái thương hiệu hàng hóa để giới thiệu cho, quảng bá cho mọi người cùng thưởng thức. Thực hiện cái chủ trương của huyện ủy, ủy ban dân huyện về việc là xây dựng mỗi xã một sản phẩm ô cốp. Đối với Liên Trung thì chúng tôi chọn cái sản phẩm là nem nướng. Để cho cái sản phẩm nem nướng được biết trên thị trường rộng hơn và được khách hàng trong và ngoài nước tiếp nhận. Theo chương trình mỗi xã một sản phẩm, nem nướng Liên Trung đang góp mặt và trở thành sản phẩm ô cốp của huyện Tân Yên. Điều này càng khẳng định sản phẩm của địa phương mang tính đặc trưng gắn với yếu tố văn hóa con người Trung Sơn xưa, Liên Trung ngày nay để phục vụ phát triển kinh tế du lịch, làm giàu cho địa phương.